doanh nhân Mỹ bị kết tội kiếm lợi hàng triệu đô la từ các khoản vay hỗ trợ Covid-19. Ukraine, pháo đài bay độc nhất vô nhị trên thế giới đã bị phá hủy. Trung Quốc lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga. Chủ tịch EC tái khẳng định muốn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Thụy Điển vào cuộc gửi hàng ngàn vũ khí chống tăng cho Ukraine. Tăng hạn sử dụng vaccine COVID-19, áp của Cuba thêm 3 tháng. Bộ Y tế yêu cầu quản lý chặt chất thải từ F0 điều trị tại nhà. Giáo viên là F0 bị trừ thi đua do nghỉ dạy học trực tiếp. Vì sao xăng dầu tăng phi mã nhưng lạm phát 2 tháng đầu năm chỉ tăng 1,68%. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Còn bây giờ là nội dung chi tiết của điểm tin tối ngày 28 tháng 2 của DKN TV. Doanh nhân Mỹ bị kết tội kiếm lợi hàng triệu đô la từ các khoản vay hỗ trợ COVID-19. Một doanh nhân ở tiểu bang Massachusetts, Mỹ đã bị kết tội gian lận khi trục lợi hơn 13 triệu đô la Mỹ từ các khoản vay cứu trợ liên bang trong đại dịch COVID-19. Văn phòng của công tố viên Rajen Rolin ở Massachusetts cho biết, sau phiên tòa kéo dài 3 ngày tại tòa án liên bang Boston, Elijah Marzakbui, 40 tuổi, ở Winchester đã bị kết tội vào tuần trước với 4 tội danh lừa đảo trên mạng và một tội khai báo gian lận đối với một tổ chức tài chính theo các công tố viên, Elias Manzapper, 40 tuổi, ở Winchester đã bị kết tội vào tuần trước với bốn tội danh lừa đảo trên mạng và một tội khai báo gian dối đối với một tổ chức tài chính. Theo các công tố viên, Elias đã nộp 6 đơn xin vay thông qua chương trình bảo vệ tiền lương nhưng đã khai báo sai số lượng nhân viên và chi phí trả lương cho công ty khởi nghiệp của mình ở Suduratech. Vị doanh nhân này cũng đã nộp các tờ khai thuế gian lận để hỗ trợ các đơn xin vay của mình. Chương trình bảo vệ tiền lương là một phần của đạo luật cứu trợ, hỗ trợ và an ninh kinh tế. CARES cho phép các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức khác đủ điều kiện nhận được các khoản vay hoàn trả tùy điều kiện để trang trải tiền lương, các khoản thế chấp, tiền thuê nhà. Doanh nhân này đã nhận được khoản vay 2 triệu đô la Mỹ trước khi bị bắt vào tháng 6 năm 2020 văn phòng công tố viên Rowling cho biết chính phủ đã thu hồi gần như toàn bộ số tiền. Trong khi đó, luật sư Brian Owen của vị doanh nhân cho biết thân chủ của ông đã bị một nhân viên ngân hàng đánh lừa và đã vô tình phạm phải sai sót khi hoàn thành các tờ khai thuế. Ukraine, pháo đài bay độc nhất vô nhị trên thế giới đã bị phá hủy sẽ tốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ để khôi phục chiếc vận tải cơ lớn nhất thế giới Antonov 225 của Ukraine và chi phí sẽ được tính cho Nga, đơn vị quản lý Antonov cho biết. Times of Israel dẫn nguồn tập đoàn quốc danh Ukroboromprom của Ukraine, đơn vị quản lý Antonov cho biết Hôm ngày 27 tháng 2, chiếc máy bay lớn nhất thế giới Antonov 225 của Ukraine đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga bên ngoài Kiev trong ngày thứ tư của cuộc giao tranh. Ukrpozromprom cho biết trên trang web của mình, quân Nga đã phá hủy cánh chim đầu đàn của ngành hàng không Ukraine, chiếc An-225 Maria Huyền thoại tại sân bay Antonov ở Hostomel gần Kiev chiếc máy bay này là độc nhất vô nhị trên thế giới với chiều dài 85 mét, 276 feet. Nó có thể vận chuyển tới 250 tấn hàng hóa với tốc độ lên tới 850 km/h. Nó được đặt tên là Maria, có nghĩa là giấc mơ trong tiếng Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đăng trên Twitter hôm ngày 27 tháng 2. AN-225 Maria là chiếc máy bay lớn nhất thế giới sân bay Gostomel hay còn gọi là Hostomel hoặc Antonov đã là nơi diễn ra nhiều cuộc đụng độ bạo lực kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga nhằm vào Ukraine bắt đầu. Quân đội Nga cho biết họ đang cố gắng giành lấy cơ sở hạ tầng chiến lược này. Theo ước tính của tập đoàn Uroboronpron, việc khôi phục Bria sẽ tiêu tốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ, 2,7 tỷ euro và có thể mất hơn 5 năm. Uroboron Bron cho biết nhiệm vụ của chúng tôi là bảo đảm rằng những chi phí này sẽ được phía Nga chi trả. Họ đã cố tình gây ra thiệt hại cho ngành hàng không và lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường hàng không của Ukraine. Ban đầu, Maria được chế tạo theo chương trình hàng không của Liên Xô, AN-225, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1988. Sau nhiều năm nằm đắp chiếu, từ khi Liên Xô sụp đổ, năm 2001, Chiếc máy bay khổng lồ này được tân trang và được hãng hàng không Antonov của Ukraine khai thác cho các chuyến bay chở hàng và có lịch trình khá bận rộn trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bắt đầu. Uroboronpron cho biết, vào thời điểm chiến dịch của Nga bắt đầu, AN-225 Maria đang được sửa chữa tại sân bay Gostomel, vì vậy nó không có thời gian để rời Ukraine. Trung Quốc lên tiếng phản đối các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ngày 26 tháng 2, Trung Quốc cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga vì hoạt động quân sự của họ ở Ukraine sẽ không giải quyết được khủng hoảng. Trước đó, nhiều quốc gia đã áp đặt các lệnh hạn chế sâu đối với Moscow, tập trung vào các ngân hàng, thương mại và hãng hàng không lớn nhất của Moscow cùng với nhiều lĩnh vực khác. Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đã đưa ra bình luận của mình trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc không ủng hộ việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để giải quyết vấn đề và thậm chí còn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Ông nói thêm, từ lâu chúng ta đã chứng minh rằng các biện pháp trừng phạt không chỉ không giải quyết được các vấn đề hiện có mà còn tạo ra những vấn đề mới, dẫn đến tác động được mất đối với nền kinh tế và can thiệp vào quá trình giàn xếp chính trị. Mỹ, Anh, các nước thành viên EU và một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng mới đối với Moscow sau khi nước này tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào Kiev hôm 24 tháng 2. Nga tuyên bố động thái này là cần thiết để bảo vệ các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, vốn đã tách khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014. Trong khi đó, Ukraine lại cáo buộc cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ. Nga đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án hành động của họ ở Ukraine hôm ngày 26 tháng 2, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Theo Berlin, trong cuộc điện đàm với ông Vương, Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh rằng Trung Quốc có trách nhiệm đặc biệt đối với các sự kiện ở Ukraine với tư cách là thành viên thường trực của cơ quan ra quyết định hàng đầu của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch EC tái khẳng định muốn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu EU mong muốn Ukraine gia nhập khối này trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Kiev và Moscow đang diễn ra căng thẳng. Đài RT Nga dẫn lời bà Ursula von der Leyen cho biết, Chúng tôi đã trải qua một quá trình với Ukraine, chẳng hạn gắn kết thị trường Ukraine vào thị trường chung của khối, Chúng tôi hợp tác chặt chẽ về mạng lưới điện năng lượng. Chúng tôi cũng đã hợp tác chặt chẽ với nhau trên các lĩnh vực khác. Theo thời gian, Ukraine thuộc về chúng tôi là một trong số thành viên của chúng tôi và chúng tôi muốn họ gia nhập khối. Kiev từ lâu đã tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu và quá trình này đã kéo dài trong nhiều năm. Tuy nhiên, EU cho biết nước này cần tiến hành cải cách để kiểm soát nạn tham nhũng. Trước đó, ngày 27 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu EU đưa ra quyết định khẩn cấp về tư cách thành viên của quốc gia này. Đề nghị của ông Zelensky đã ngay lập tức thu hút sự ủng hộ từ Ba Lan và Litva. Hôm 23 tháng 2, hai quốc gia này đã ký một tuyên bố cho rằng Kiev nên được trao tư cách ứng cử viên thành viên EU. Phát biểu về tình hình đang diễn ra ở Ukraine, bà Von der Leyen nhấn mạnh, Đàm phán hòa bình sẽ tốt hơn là làm leo thang các cuộc chiến. Ngày 27 tháng 2, EU tuyên bố rằng họ sẽ tài trợ cho việc mua chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine. Khối này đã ngăn chặn các phương tiện truyền thông Nga, bao gồm RT và Sputnik, với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch đe dọa an ninh khu vực. Động thái trên được đưa ra sau khi châu Âu áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào nền kinh tế Nga bao gồm các ngân hàng của nước này và hàng trăm quan chức, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thụy Điển vào cuộc gửi hàng ngàn vũ khí chống tăng cho Ukraine Hãng Uniform đưa tin chính quyền Thụy Điển hôm 27 tháng 2 thông báo sẽ gửi 5.000 vũ khí chống tăng tới Ukraine để giúp nước này chống lại cuộc tấn công của Nga. Thủ tướng Thụy Điển Madalena Anderson cho biết, chúng tôi hiện đang đề xuất hỗ trợ trực tiếp cho các lực lượng vũ trang của Ukraine. Theo đó, gói hỗ trợ của Thụy Điển cho Ukraine sẽ bao gồm 135.000 khẩu phần ăn giã chiến, 5.000 mũ phòng vệ, 5.000 lá chắn và 5.000 vũ khí chống tăng. Đây là lần đầu tiên Thụy Điển gửi vũ khí tới một quốc gia đang có xung đột vũ trang kể từ năm 1939. Trước đó, ngày 26 tháng 2, Mỹ cũng cho biết họ sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 350 triệu đô la Mỹ bổ sung trang thiết bị quân sự cho Kiev, nâng tổng số viện trợ lên hơn 1 tỷ đô la so với năm 2021. Gói này sẽ bao gồm hỗ trợ phòng thủ sát thương để giúp Ukraine giải quyết các mối đe dọa về thiết giáp, đường không và các mối đe dọa khác mà nước này đang phải đối mặt, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết. Canada cũng đang gửi vũ khí quân sự sát thương tới Ukraine và cho Kiev vay 394 triệu đô la Mỹ để giúp nước này tự vệ. Đức cũng phá lệ thay đổi chính sách cấm xuất khẩu vũ khí sang các nước xung đột và cam kết chuyển 1.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa đất đối không Stinger và 9 khẩu pháo cho Ukraine. Pháp tuyên bố sẽ chuyển vũ khí phòng thủ và nhiên liệu cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Bên cạnh đó, Bỉ tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 3.000 súng trường tự động và 200 vũ khí chống tăng, cũng như 3.800 tấn nhiên liệu. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết họ sẽ gửi 200 tên lửa Stinger càng sớm càng tốt, sau lô hàng súng bắn tỉa và mũ sắt vào hôm 26 tháng 2. Cộng hòa Séc cũng thông báo viện trợ 4.000 súng cối trong vài giờ tới, bên cạnh kho vũ khí gồm 30.000 súng lục, 7.000 súng trường tấn công, 3.000 súng máy cùng nhiều súng trường bắn tỉa và 1 triệu viên đạn. Ngoại trưởng Luigi Di Maio viết trên Twitter, Italy cũng gửi 123 triệu đô la Mỹ viện trợ ngay lập tức cho chính phủ Ukraine như một tín hiệu cụ thể cho thấy sự hỗ trợ của chúng tôi. Trong khi đó, Bồ Đào Nha tặng quân đội Ukraine kính nhìn đêm, áo chống đạn, mũ sắt, lựu đạn, đạn dược và súng trường tự động G3. Tăng hạn sử dụng vaccine COVID-19, áp gia của Cuba thêm 3 tháng. Sáng ngày 28 tháng 2, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, vaccine Abdala được nghiên cứu và phê duyệt theo hình thức cuốn chiếu, tức là phê duyệt cho những phần đã hoàn thiện trong khi tiếp tục nghiên cứu bổ sung. Theo báo cáo tình hình dịch COVID-19 của Bộ Y tế, tính đến ngày 20 tháng 2, Bộ đã tiếp nhận và phân bổ hơn 5,1 triệu liều vaccine Abdala. Đến ngày 22 tháng 2, vaccine Abdala còn tồn tại ở 12 địa phương là 749.480 liều. Dựa trên cơ sở các nghiên cứu đánh giá, độ ổn định liên quan đến hạn dùng của vaccine được bổ sung, các cơ quan chuyên môn đã xem xét thẩm định. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đồng ý tăng hạn dùng của vaccine Abdala từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện quả bảo quản 2 đến 8 độ C. Bộ Y tế khẳng định việc tăng hạn dùng đối với vaccine Abdala không làm thay đổi chất lượng, an toàn và hiệu quả của vaccine. Bộ Y tế yêu cầu quản lý chặt chất thải từ F0 điều trị tại nhà. Theo nhận định của Bộ Y tế sau kỳ nghỉ Tết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn tại các địa phương trên toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn số ca mắc thường không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng nhẹ nên được điều trị tại nhà. Khi số ca F0 điều trị tại nhà lớn cũng đồng nghĩa lượng rác thải có nguy cơ lây nhiễm tồn tại ở cộng đồng khá cao. Để tăng cường quản lý chất thải phát sinh từ các trường hợp F0 điều trị tại nhà, Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai giải pháp vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển, xử lý chất thải, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Theo hướng dẫn phân loại của Bộ Y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách ly của F0 quản lý tại nhà bao gồm cả đồ vải, quần áo thải bỏ và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của người chăm sóc khi tiếp xúc với F0 được coi là chất thải lây nhiễm. Các chất thải này phải được bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi. Bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ, chất thải có nguy cơ chứa sát cov 2 Ngoài ra, các loại chất thải sinh hoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà, có người ở F0 ở, thực hiện phân loại theo hướng dẫn của địa phương. Giáo viên là F0 bị trừ thi đua. Do nghỉ dạy học trực tiếp, một số giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội bức xúc phản ánh với báo chí việc nhà trường trừ điểm thi đua khi họ mắc COVID-19 phải nghỉ dạy. Giáo viên này cho biết, theo cam kết thi đua ký từ đầu năm, mỗi ngày giáo viên nghỉ có phép sẽ bị trừ 2 điểm thi đua. Cả đợt nghỉ của mỗi F0 là 7 ngày, nhà trường cho biết lẽ ra phải trừ 14 điểm, nhưng vì là F0 nên chỉ tính 5 ngày và trừ 10 điểm thi đua. Riêng trường hợp giáo viên nào trong thời gian nhiễm bệnh dù vẫn dạy học trực tuyến nhưng bị trừ 5 điểm thi đua. Việc trừ điểm thi đua khi người lao động buộc phải nghỉ để điều trị COVID-19 và tránh lây lan dưới nhiễm cho cộng đồng. Một số người vẫn tham gia các tiết dạy trực tuyến, trong khi lẽ ra họ cần được động viên, chia sẻ thì lại nhận án phạt, khiến các giáo viên này vô cùng bất bình. Trả lời báo chí, lãnh đạo nhà trường vẫn chỉ viện dẫn cam kết thi đua ký từ đầu năm để biện minh cho việc xử lý này. Tính đến 27 tháng 2, trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển có 14 trên tổng số 88 giáo viên, nhân viên nhiễm COVID-19. Hầu hết các trường học trên toàn thành phố đều có trường hợp giáo viên mắc COVID-19, nhưng có lẽ đây là trường hợp duy nhất có cách hành xử như vậy. Ông Phạm Văn Ngát, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị sẽ xác minh nội dung giáo viên phản ánh về việc nghỉ dạy vì mắc Covid-19 bị trừ điểm thi đua. Theo ông Ngát, sau khi xác minh thông tin, nếu sự việc đúng như nội dung giáo viên trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển phản ánh, phòng giáo dục đào tạo sẽ yêu cầu ban giám hiệu nhà trường dừng ngay quy định không hợp lý nêu trên và rút kinh nghiệm. Ông Ngát cũng chia sẻ thời gian qua, mọi cán bộ, giáo viên, học sinh đều đã cố gắng để thích ứng trong việc điều kiện giáo viên mắc Covid-19 thể nhẹ, vẫn cố gắng giảng dạy trực tuyến cho học sinh, không bị đứt quãng việc học là điều rất đáng trân trọng. Cần được động viên chia sẻ và khen thưởng. Dịch bệnh là bất khả kháng, không ai muốn mình trở thành F0 hay F1. Quy chế thi đua này không phù hợp, máy móc và cứng nhắc, dẫn đến không động viên được cán bộ giáo viên. Ông Ngát khẳng định nhiều cây xà cừ ở trường học bị cưa trụi, hiệu trưởng nói để bảo vệ cây. Trưa ngày 28 tháng 2, ông Trần Vinh, chủ tịch xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, sáng cùng ngày, xã đã làm việc với ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp để nắm bắt tình hình cưa cây xà cừ, đồng thời đề nghị nhà trường giải trình, đăng thông tin lên trang thông tin điện tử của nhà trường để người dân hiểu hơn. Trước đó ngày 28 tháng 2, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh thể hiện sự bức xúc của người dân khi trường tiểu học và trung học cơ sở tân hợp cưa trụi nhiều cây cà xà cử to lớn. Có một cây xà cử bị cưa sát gốc. Người dân cho rằng trải qua nhiều thế hệ học sinh phải rất rất khó khăn, mất thời gian dài trồng, chăm sóc mới có những cây xà cử to lớn, tỏa bóng mát nay lại bị cưa trụi không thương tiếc. Hơn nữa, thời điểm này sắp đến mùa hè, không còn bóng cây cho học sinh sẽ rất nóng bức. Một số người cho rằng chỉ nên cắt tỉa cành khô có nguy cơ bị gãy, không nên cư chủi cây xà cừ như thế. Trao đổi với phóng viên báo dân Việt, ông Nguyễn Trọng Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Hợp cho biết, có 9 cây xà cừ được ban giám hiệu nhà trường thống nhất cưa tỉa cành, trong đó có một cây được cho là đã chết nên cưa sát gốc. Phụ phẩm từ việc cưa cây sẽ giao cho thợ cưa để trừ tiền công, nhà trường không mất chi phí. Theo ông Hùng, nhà trường ở địa bàn gió mạnh, cây sạc cử cao tán rộng nên gió báo lung lay, khiến rễ cây bị lỏng lẻo dẫn đến ba cây đã bị chết theo hướng từ ngoài vào trong. Gió thổi làm lỏng dễ khiến cây chết. Cây ngoài cùng chịu gió mạnh nhất thì chết trước, rồi đến cây kế tiếp. Cây vừa bị cưa sát gốc là cây thứ ba. Nếu không kịp cưa, nếu không kịp thời cưa tỉa nhánh giảm độ cao sẽ còn nhiều cây bị chết. Ông Hùng cho hay. Hơn nữa, thời gian qua đã xuất hiện cành cây gãy rơi xuống khiến nhà trường lo lắng, lỡ chúng đầu người thì hậu quả sẽ khôn lường. Theo vị hiệu trưởng, nhà trường thấy nhiều nơi cũng cưa cây xà cử, sau đó cây vẫn trở lại xanh tốt, ngay cả thợ cưa cây cũng nói như vậy. Sau khi cây xanh tươi trở lại, nhà trường sẽ tạo tán phù hợp để cảnh quan đẹp hơn. Trong 2 tháng đầu năm, xăng dầu liên tục tăng giá, trong đó xăng A95 cán mốc lịch sử 26.140 đồng một lít, cao nhất trong 8 năm qua. Nhưng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát chỉ tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 4 yếu tố làm tăng lạm phát trong 2 tháng đầu năm 2022, đó là giá xăng dầu, giá ga, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, vật liệu xây dựng và giá gạo đồng loạt tăng giải thích tình trạng vì sao giá nhiên liệu đầu vào và xăng dầu tăng phi mã thời gian qua, nhưng lạm phát 2 tháng đầu năm chỉ tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Bà Nguyễn Thu Oanh, vụ trưởng vụ thống kê giá, Tổng cục Thống kê cho biết, trong 2 tháng đầu năm, giá xăng dầu được điều chỉnh 4 đợt, làm cho giá xăng A95 tăng 2.990 đồng một lít, giá xăng E5 tăng 2.980 đồng một lít và giá dầu diesel tăng 3.230 đồng một lít. Bình quân 2 tháng, giá xăng dầu trong nước tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,63 điểm phần trăm. Điều này đồng nghĩa với việc giá xăng dầu đóng góp phần lớn vào tỷ lệ tăng lạm phát trong 2 tháng đầu năm. Các mặt hàng còn lại chỉ đóng góp 0,05% điểm phần trăm, bảo anh nhấn mạnh. Báo anh giải thích thêm, tỷ trọng đóng góp giá xăng dầu vào chỉ số lạm phát hàng tháng là 0,36%, nghĩa là xăng dầu tăng giá 10% sẽ làm chỉ số lạm phát tăng thêm 0,36 điểm phần trăm. Ngoài xăng dầu, theo Tổng cục thống kê thì ba mặt hàng khác cũng tác động đến tăng lạm phát 2 tháng đầu năm nay, đó là giá ga tăng 18,64% so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 7,77% so với cùng kỳ năm trước do giá xăng, xi măng, sắt thép, cát tăng theo giá nguyên liệu vật liệu đầu vào, làm CPI chung tăng 0,16 điểm phần trăm. Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp và gạo tẻ ngon trong dịp Tết nguyên đán tăng cao, làm cho giá gạo 2 tháng đầu năm 2022 tăng 1,4%, tác động làm CPI chung tăng 0,04 điểm phần trăm. Ngoài các mặt hàng tăng giá, trong 2 tháng đầu năm nay có 3 mặt hàng giảm giá, kéo giảm CPI chung của 2 tháng, đó là giá các mặt hàng thực phẩm giảm 1,75%, giá dịch vụ giáo dục giảm 4,36%, giá thuê nhà ở giảm 16,36% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo Tổng cục thống kê, nếu tính riêng trong tháng 2, chỉ số CPI chỉ tăng 1% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, chỉ có một nhóm hàng giảm giá. Các nhóm hàng hóa tăng giá mạnh trong tháng 2 là hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,54%, giá nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,92%, giao thông tăng 2,35%, chỉ số giá vàng tăng giá 1,85%. Thưa quý vị, một điểm tin tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.